mình xin phép được giới thiệu với các bạn một số loại hoa rất dễ trồng, dễ chăm vào mùa hè, mời các bạn cùng tham khảo nhé. Ngay đằng sau mình đây là một dàn hoa giun, mình trồng có một cây thôi nhưng mà các bạn ấy leo rất là khỏe và cực kỳ đáng yêu, mời các bạn cùng tham khảo nhé. Đây là một cây hoa giun Thái, có đặc tính là rất là sai bông và có mùi thơm dịu nhẹ rất đáng yêu. Mình trồng có một cây thôi nhưng các bạn ấy đã leo dài rất là xa tận đằng kia rồi ạ. Hoa giun thì có hai màu, khi mới nở thì cho màu trắng và sau đó thì chuyển sang màu hồng đậm như thế này. Mùi thơm dịu nhẹ rất đáng yêu. Đó, trồng có một cây mà một dàn dài tận đằng kia rồi ạ. Các bạn có thể trồng một cây như của mình đây, sau đó là các bạn uốn lên rào cho cái cây hoa giun nó tỏa về hai bên nhé. Đó, một nhánh thì tỏa về đằng cửa đằng kia và một nhánh thì tỏa về xuôi về đằng cuối này. Cái độ dài của dàn này tầm khoảng 25 mét rồi ạ, các bạn ấy leo rất là khỏe. Đây là cây hoa giun Thái hay còn gọi là, có tên khác gọi là hoa sử quân tử nhé. Mời các bạn cùng tham khảo để lựa chọn cho mùa hè mình có một dàn hoa leo rực rỡ như thế này ạ. Loại hoa thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn để mọi người có thể tham khảo trồng và chơi vào mùa hè đó là cây hoa mẫu đơn. Trước mặt mình đây là một cây hoa mẫu đơn màu đỏ, cây một thân dáng cherry. Mình tạo dáng uốn hình chiếc ô rất là đáng yêu. Hoa mẫu đơn thì có hoa mẫu đơn Thái, hoa mẫu đơn ta và có cả hoa mẫu đơn Mỹ nữa. Nhưng mà các loại mẫu đơn nào đi chăng nữa thì các bạn ấy cũng có cái sức chịu nắng rất là tốt. Nên là một trong những cây lựa chọn mà mình trồng mà chơi mùa hè rất là đẹp, hoa thì rực rỡ luôn. Các bạn nhìn đáng yêu không ạ? Nhà mình thì có cả hoa mẫu đơn màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu cam và có cả màu trắng nữa. Và bật mí cho các bạn là tất cả các loại mẫu đơn thì chỉ có riêng cây hoa mẫu đơn màu trắng thì nó mới có mùi thơm nhé. Và đây là một cây mẫu đơn màu trắng nhà mình, cây dáng một thân, cherry rất là đáng yêu, đang rất nhiều mầm nụ tán sum luôn, hứa hẹn một mùa hoa đây ạ. Và khi nào mà bạn ấy nở hoa thì mình sẽ quay và úp lên YouTube, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Đó là mẫu đơn màu trắng ạ. Một loại hoa thứ ba mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cây đen dô xuân và cây đen dô màu nhé. Hình ảnh trước mặt mình đang quay đây là một loại hoa đen dô màu ạ. Đen dô màu thì có rất nhiều màu sắc đa dạng để các bạn lựa chọn. Thường là ra Tết tầm khoảng 1 tháng thì các bạn có thể mua cây giống về trồng. Khi đó thì các nhà vườn đang bán cây giống rất là rầm rộ. Và giá cả thì hợp lý, giá tầm từ 20 đến 25k là các bạn đã có một cây đen dô màu đẹp như thế này. Theo như cách trồng và chăm sóc bên nhà mình thì sau 4 tháng trồng từ cây giống thì các bạn ấy đã cho hoa. Cây nào to khỏe thì cho hoa như thế này và hầu như thì mầm lên rất khỏe. Và có các bạn khác thì cũng đã cho ngồng như thế này rồi. Đây là dàn lan tổng hợp của nhà mình nhé. Mình là một người yêu hoa, đâm ra là mình sẽ sưu tập mỗi loại một chút. Gồm có đen dô màu, đen dô sân và hạc vĩ, phi điệp và long tu xuân, giả hạc pháp, rồi ngọc thảo thái bình. Nói chung là mỗi loại mình sưu tầm một chút xíu ạ. Đây là hình ảnh cây giống đen dô màu mà mình mua về mình trồng sau vài tháng thì có cây khỏe thì đã cho hoa và mầm nụ thì lên rất nhiều. Nhiều cây là bắt đầu đang trổ ngồng rồi để chuẩn bị hoa nhé. Loại hoa thứ tư mình muốn giới thiệu đến các bạn trong mùa hè này đó là cây lan cẩm cù. Đây là một bông hoa cẩm cù. Hiện tại thì hôm nay nắng quá và cánh của bạn ấy là hơi bị táp lại rồi, còn lúc mới nở thì rất là đẹp. Hoa cẩm cù cũng rất là dễ trồng, dễ chăm thôi. Đây là dàn hoa leo cẩm cù của mình nhé. Mình mới trồng được tầm khoảng nửa năm thôi, nhưng mà cũng có cây là đã cho hoa rồi. Đó, tất cả các cái chậu màu trắng đang treo kia đều là lan cẩm cù nhé. Lan cẩm cù cũng rất là đa dạng về màu sắc để các bạn lựa chọn ạ. Đây là vườn hồng của nhà mình nhé, nhưng mà thật sự là mùa hè thì hoa hồng cũng sẽ không đẹp được bằng mùa đông. Nên là các bạn có thể lựa chọn một số cái loại cây mà mình vừa giới thiệu vừa rồi đó để trồng và chơi mùa hè nhé.